Để xem kết thao và du lịch, doanh nghiệp thực hiện truy cập hệ thống. Chọn tab thủ tục Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Chọn thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em. Màn hình trả ra như sau. Doanh nghiệp có thể kiểm tra hồ sơ của mình tại danh sách. Ví dụ, đối với hồ sơ là các loại đồ chơi đố trí. Trạng thái hồ sơ đã có kết quả trả về. Xem kết quả xử lý. Ví dụ, đối với doanh nghiệp XY, các loại đồ chơi đối trí, trạng thái hồ sơ yêu cầu lấy hàng.